Ai mà xưng tên, ai mà vỗ ngực nói tôi á là đạo mắm, tôi á là dân ghiền ăn mắm, tôi là chuyên gia ăn mắm mà chưa từng thử qua cái con mắm cá màu gà ăn sống này thì là chưa đâu cả nhà. Chưa có thanh xuân đâu, mới có một nửa à. Đó, mới có một nửa thôi. Trời ơi, cái con mắm cá màu gà này ăn sống ha, thịt nó mềm, xương nó mềm luôn. Thịt mềm, xương mềm luôn cả nhà. Ăn sống rất là ngon, bỏ vô miệng mình nhai giống như là nó tan trong miệng gì đó. Mà nó cực kỳ là dễ ăn luôn cả nhà. Mình ăn với thịt luộc, rau sống, cá nướng, cá chiên, cuốn bún, cuốn gao, chan bún gì đó. Trộn cà pháo hay trộn đu đủ, tất cả đều được. Và cái mắm này là bên lò mắm cô Nhiều đã làm cho mình cái vị vừa ăn luôn rồi cả nhà. Về mình chỉ cần múc ra xong cái mình nặn thêm chanh, mình thêm chút xíu ớt đó. Ai mà thích ăn ngọt thì hả bỏ đường, còn không thích ngọt thì thôi, nó vừa ăn luôn rồi. Mặn mặn ăn ngon hơn là ngọt hết cả nhà. Rồi thêm chút khóm băm hoặc là thêm xả, thêm củ gừng, củ ghiền gì tùy theo sở thích của mỗi người. Mình muốn thêm cái gì mình thêm. Còn riêng em đã trộn cho mình cái vị trung bình rồi. Đó, giống như vợ chồng em ăn là em gấp ra xong cái em nặn thêm chanh. Chồng em thích ăn hành thì bỏ thêm chút xíu hành củ vô cho nó thơm, vài lát hành vô cho nó thơm. Rồi ăn cay thì bỏ thêm ớt thôi chứ không có thêm đường nữa. Đó, vậy là ăn. Đó, ăn với cá chiên rồi kèm rau sống. Mình cuốn cá chiên xong rồi á, mình để con mắm lên mình cuốn luôn. Nó cuốn với bánh tráng, còn mấy cả nhà mình cuốn với rau, ăn trực tiếp với cơm. Trời ơi, nó nhức nhức cái nách luôn cả nhà ơi, hết sảy con bà Bảy.